Địa điểm tại căn phòng cho thuê ở khu nhà trọ Samuta, Ấn Độ. Thời gian 11:30 tối ngày 28 tháng 8 năm 2016. Thông tin được cung cấp. Đoạn video này được chính chủ đăng tải trên trang Facebook cá nhân với dòng mô tả: cho đến bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được ngày hôm ấy. Do tôi vừa được nhận việc ở vùng Barcelona này nên đành phải xa nhà lên đây sinh sống. Do gần chỗ làm việc nên tôi đã thuê một căn phòng ở khu nhà trọ Samuta này, và đặc biệt căn phòng này có giá rất rẻ. Ok, vậy là quá tốt rồi. Thế là tôi quyết định thuê căn phòng này. Mặc dù nhiều người dân gần đây đã to nhỏ với tôi về việc đã có một người phụ nữ tự sát trong chính căn phòng mà tôi đã thuê, tôi cũng chả quan tâm. Vì từ trước đến nay tôi cứ quan điểm chết là hết, làm gì có ma cỏ ở đây. Và rồi ngày hôm ấy cũng đã đến. Ngày 28 tháng 8, tôi đang rất chán nản vì công việc ở chỗ làm. Mở tivi, xem một vài tin tức rồi sẽ đi ngủ. Nhưng những điều kỳ lạ cũng bắt đầu xuất hiện. Ngoài cửa sổ, một bóng dáng của một vật gì đó lướt qua. Tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Cứ thế đến một lúc sau, tôi nhìn thấy rất rõ một hình dáng ngoài cửa sổ. Lúc này trong tâm trí tôi hiện lên những lời đồn đại về việc một người phụ nữ đã tự sát trong chính căn phòng này. Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Linh tính mách bảo tôi phải chạy đi. Và tôi biết chắc rằng đó chính là hồn ma của người phụ nữ đã chết. Địa điểm tại khu chung cư ở vùng Kathmandu, Nepal. Thời gian 10 giờ sáng ngày 14 tháng 8 năm 2016. Thông tin được cung cấp. Đoạn video này được một tài khoản có tên Kokupda đăng tải trên trang web ma Kalamas với dòng ghi chú: tôi biết khu chung cư này, nếu không muốn nói là tôi đã từng có thời gian ở đây được hơn 6 tháng. Và tôi biết rất rõ những gì đã xảy ra tại đây. Một tai nạn đau lòng đã xảy ra. Nạn nhân là một cậu bé 12 tuổi ở tầng thứ tư. Tôi không biết lý do tại sao. Tôi chỉ nghe kể lại là cậu ta đang chơi đùa ở lan can và trượt chân ngã xuống lầu. Tôi không biết sự việc đã diễn ra như thế nào, nhưng sự thật là cậu ta đã chết và xác của cậu ta nằm dưới sàn bê tông với vũng máu lan ra từ cơ thể cậu ta. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ không có gì xảy đến, nhưng không. Cũng kể từ sau cái chết của cậu bé, nhiều hiện tượng kỳ lạ cũng bắt đầu xuất hiện. Những chậu bông, quần áo phơi ngoài lan can tự nhiên rơi xuống lầu. Không phải một lần mà cả chục lần như thế. Nhiều người tin rằng đó là do cậu bé đã chết quậy phá nên họ cũng đã chuyển đi nơi khác. Và tôi cũng như vậy. Sau khi xem lại đoạn video này, tôi tin chắc rằng cậu ta vẫn còn theo ám khu chung cư này. Và chính cậu ta đã xô cậu thanh niên này. Địa điểm không được cụ thể, chỉ biết tại thành phố Hàng Châu, Trung Quốc. Thời gian 10 giờ tối ngày 16 tháng 7 năm 2016.
thông tin được cung cấp, đoạn video này được chia sẻ bởi một tài khoản John Hart trên trang mạng xã hội Instagram với dòng mô tả: "Tôi tình cờ xem được đoạn video này do đứa bạn thân của tôi chia sẻ, và nó thật sự khá phổ biến trên trang web mà trong thời gian qua. Theo như ghi chú thì cô gái trong đoạn video là một người Trung Quốc ở thành phố Hàng Châu, và có vẻ cô ta đang livestream để nói chuyện với bạn bè của cô ta. Nhưng đó không phải là điều mà tôi muốn nói đến. Điều mà tôi thực sự cảm thấy ghê sợ là những gì diễn ra phía sau lưng cô ta. Cánh cửa tự động mở, chiếc ghế gỗ tự nhiên di chuyển. Cái quái gì đang diễn ra vậy? Và cô ta có vẻ rất sợ hãi. Hãy thử đoán xem, cô ta đang nhìn chằm chằm vào màn hình vi tính, thì làm sao có thể biết được những thứ sau lưng cô ta ra sao? Điều chắc chắn là đã có một tiếng động gì đó khá to, hay những thứ tiếng kỳ lạ, có thể là tiếng thì thầm hay tiếng rên rỉ, mới khiến cô ta lập tức quay lại với vẻ mặt sợ hãi hiện ra rõ rệt trên khuôn mặt. Và khi cô ta nhận ra điều bất thường, mà chính xác hơn là cái ghế gỗ vẫn tự nhiên chuyển động, câu hỏi đặt ra là tại sao lại như vậy? Chỉ có thể lý giải là tôi biết các bạn đang nghĩ đến điều gì.